Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ sờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: "Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm." Bấy giờ, người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói: "Có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần thầy, thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống." Xin kính chào quý bà anh chị em. Hôm nay là thứ năm, ngày 20 tháng 4 năm 2017, trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng hôm qua thuật lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Hai môn đệ lập tức quay trở lại Jerusalem gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó để báo tin mừng Chúa phục sinh cho họ. Tin mừng hôm nay tiếp tục rằng các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Việc Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ như một bảo chứng cho lời tường thuật của hai môn đệ trên đường Emmaus. Vì xem ra các tông đồ không tin lời chứng của họ. Tin mừng cho chúng ta biết các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Đức Giêsu nói: "Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Vì mừng quá các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Chúa Giêsu rất kiên nhẫn để thuyết phục các tông đồ rằng người đã sống lại. Thậm chí người còn ăn khúc cá nướng trước mặt các ông. Để chắc chắn cho các tông đồ tin, Chúa Giêsu nhắc lại với các ông rằng người đã từng nói với họ tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về người đều phải được ứng nghiệm. Sau đó, Chúa Giêsu mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và bảo: "Có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại." Khi ấy các tông đồ mới tin và nhận ra người. Sau khi đã nhận ra Chúa, các tông đồ được người sai đi để nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính các ông là chứng nhân về những điều này. Luca 2 chương 24 câu 47-48. Chúng ta cũng được kêu gọi làm tông đồ và được sai đi để rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối và làm chứng cho Chúa. Người Kitô hữu chúng ta mang nơi mình một sứ mạng cao cả, đó là kêu gọi người tội lỗi sám hối để họ được đón nhận ơn tha tội. Dù bản thân chúng ta chưa hoàn toàn thánh thiện, chính do ông Gioan Tẩy Giả đã làm điều đó
khi cảnh báo vua Herode không được phép lấy bà Herodia để khỏi phạm tội tài đình chống lại Chúa. Và ông Gioan Tẩy Giả đã nói với vua Herode rằng nếu tôi không cảnh báo thì tôi cũng sẽ chết vì tội của ông. Đứng trước sự dữ, tội lỗi và bất công, chúng ta đã làm gì? Xin trích một đoạn bài viết của tác giả Điền Phương Thảo đăng trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo ngày 11 tháng 4 vừa qua. Trong tuần thánh, Kinh Thánh tường thuật lại phiên tòa Phi-la-tô xử Chúa Giê-xu. Rõ ràng Phi-la-tô đã tìm cách giải oan, cứu người dân oan đó là Giê-xu khỏi bị án tử hình. Phi-la-tô không chỉ đồng ý là Chúa Giê-xu không những không có âm mưu chống lại đế quốc La Mã, mà cũng không chống lại Herode Antipas, vua xứ Galilê, và không coi hành động của Chúa Giê-xu là phản bội. Phi-la-tô nói rằng, tôi thấy người này không có tội, và yêu cầu những người Do Thái thả ngài ra. Thế nhưng khi đám đông dân chúng nhất quyết kết tội, thì Phi-la-tô buộc lòng ra lệnh giết Chúa Giê-xu. Phi-la-tô né tránh trách nhiệm cá nhân bằng cách đã rửa tay để chứng tỏ mình vô tội trong cái chết của Chúa Giê-xu. Trên nước Việt Nam hôm nay cũng không thiếu những Phi-la-tô như thế. Những Phi-la-tô hoàn toàn hiểu sự khốn khó, cơ cực của những ngư dân miền Trung. Khi môi trường biển bị ô nhiễm, những Phi-la-tô nhìn thấy chính sự tắc trách, giải quyết sự cố chậm trễ một cách khó hiểu của nhà cầm quyền đã gây nên sự bức xúc, phẫn nộ trong lòng những ngư dân cùng khổ. Thế nhưng những Phi-la-tô này không những rửa tay mà còn rửa tai, rửa mắt để quay lưng lại với nỗi khổ đau mà người dân của khúc ruột miền Trung đang gánh chịu. Đã có 111.825 người đã ký tên vào kiến nghị giải quyết thảm họa Formosa và đang cần thêm hàng chục ngàn chữ ký nữa. Nếu như đã có bằng ấy chữ ký như yêu cầu của bản kiến nghị thì cũng chỉ là 0,14% người Việt Nam tham gia lên tiếng. Một con số rất khiêm tốn. Thế nhưng tiến trình thu thập đầy đủ cái số chữ ký cũng không diễn ra nhanh chóng. Và nếu như gần 7% người Công giáo Việt Nam đồng ký tên vào kiến nghị giải quyết thảm họa Formosa thì việc tìm được 125.000 chữ ký quá đơn giản so với số lượng người Công giáo Việt Nam là khoảng 6.300.000 người. Trên mạng có truyền nhau một clip ghi lại phát biểu rất đáng chúng ta suy nghĩ của một tu sĩ Phật giáo. Là một con người, ai cũng phải có trách nhiệm với nhau. Formosa vô đầu độc Việt Nam, mọi người phải cùng có trách nhiệm đánh đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam. Tôi là một người tu hành, tôi cũng là một con người. Không phải tu là phải yên lặng. Dân chúng bên ngoài đang đau khổ, mà tại sao mình ngồi đó trong kinh, tụng kinh niệm Phật? Tâm hồn của mình để đâu? Mình cũng là con người, chúng sanh bên ngoài cũng là con người. Xin thân ái kính chào anh chị em.